Đúng hay sai việc Tân Miss ớt đựng vương miện vào túi giấy để xách về nước? Thay vì để trong hộp đựng để bảo quản, Tân Miss ớt đã vô tư cho vương miện vào túi giấy. Tối ngày 29 tháng 11 vừa qua, cuộc thi Miss ớt 2022 đã tìm ra được chủ nhân cho chiếc vương miện danh giá, đó là đại diện Hàn Quốc, Choi Soo-mina. Cô đã thành công đánh bại những đối thủ nghìn máu giành được ngôi vị hoa hậu. Mới đây, nàng hậu đã trở về Hàn Quốc sau gần một tháng thi đấu tại Philippines. Xuất hiện tại sân bay, Choi Soo-mina chọn diện outfit đơn giản và cá tính. Cô phối áo khoác da cùng quần jean, tạo nên tổng thể năng động. Tuy nhiên, sự chú ý của dân tình lại đổ dồn vào chiếc vương miện mà tân hoa hậu mang về nước. Cô khiến fan sắc đẹp hoang mang khi đựng vương miện vào túi xách giấy. Được biết, vương miện mà Choi Soo-mina mang về nước không phải bản gốc mà chỉ là vương miện phiên bản. Nhưng dù có đang cầm bản gốc hay không, dân tình cho rằng chiếc vương miện vẫn nên được đặt vào hộp để bảo quản. Không chỉ có vậy, việc đặt vương miện vào hộp sẽ cho thấy được sự trân trọng với vật phẩm, thay vì cho vào túi giấy của cửa hàng miễn thuế như Tân Miss Earth. Bình luận của netizen: ban tổ chức sao không cho cái hộp đựng nhỉ, nhìn kỳ cục quá, vương miện phiên bản. Nhưng thường sẽ có hộp đựng, chắc chỉ cất hộp sách vậy cho tiện đội. Vương miện phiên bản cũng phải có hộp chứ, này sách mới ghê. Biết là vương miện phiên bản nhưng cũng phải cho chị cái hộp chứ. Để cái vương miện vào túi giấy kia trông có khác gì hàng chợ đâu. Túi sách của cửa hàng miễn thuế luôn ạ, ban tổ chức không cho được cái hộp đựng để sang hơn à.